Thì bên em đang làm video cái con loa súp này thì cũng có anh chị vào đang tham khảo cái con vang số chỉnh cơ hay là vang cơ lai số, cái dòng cao cấp nhất, đắt tiền nhất thị trường hiện giờ, đến từ thương hiệu là Jaguar, hàng nhập khẩu từ Hàn Quốc. Mã của nó là S1000, con này là đắt tiền nhất và cao cấp nhất, âm thanh hay nhất thị trường hiện giờ. Lần 6. Ở đây thì em sẽ thử một cái bài karaoke. Thưa các bác, ở đây thì em sẽ hát thử một cái bài karaoke ở trên cái con vang Jaguar S1000 hàng nhập khẩu từ Hàn Quốc. Đây là một con vang cơ lai số mà đắt tiền nhất mà hay nhất thị trường hiện giờ, đến từ nhà hãng Jaguar. Con này nó rất hay mà. À, thưa các bác, ở đây thì vừa rồi thì em chỉ là hát một đoạn thôi. Cái việc mà hát hay hay hát dở nhiều khi nó phụ thuộc vào người hát. Nhưng mà các bác vừa rồi thì em cái giọng hát của em nó không tốt, nhưng mà các bác thấy là trên cái hệ thống mà của con vang này thì nghe cái giọng hát thì cũng tạm chấp nhận được, các bác đúng không? Nghe là thì nó rất là khoát. Và chủ yếu đây thì các bác sẽ nghe cái phần tiếng mic nhá, tiếng mic. Cái việc hát hay hay hát dở thì là cái giọng hát rồi, nhưng mà đây thì em nghe cái các bác nghe cái tiếng alo của tiếng mic thì các bác nghe cái tiếng mic nó rất là khoát à. Alo 6712 đây thì có khách hàng có đến tận cửa hàng và đang có nhu cầu là mua một con vang, và bác ấy đang tham khảo trên mạng và cũng như là theo dõi kênh của bên em thì bác ấy đang rất là kết cái con vang Jaguar. Thì thưa các bác, là cái con này thì chỉ chúng ta chỉ ngại về vấn đề là đầu tư thôi, còn con này thì nó là dạng là đã tốt nhất thị trường, thành ra giá nó sẽ căng thôi. Còn nếu mà các bác đầu tư được thì chúng rõ ràng chúng ta sẽ có một cái hệ thống âm thanh là không còn gì để mà nghĩ nữa, vì nó là một cái dòng mà cao cấp nhất, đắt tiền nhất rồi. Sắm được thì chắc chắn là chúng ta sẽ có một cái hệ thống âm thanh nó sẽ hay nhất. Với chiếc con vang này thì nó có rất nhiều những đường tín hiệu đường vào, và chúng ta sẽ có đọc USB này, chúng ta sẽ có giải mã tín hiệu quang học, và chúng ta sẽ có chế độ Bluetooth. Thì có rất là nhiều những cái đường tín hiệu để chúng ta lựa chọn. Thì ở đây thì em đang đọc ở chế độ USB để các bác sẽ nghe đường ở chế độ USB, hoặc là các bác ở nhà thì thường đa phần các bác sẽ sử dụng đường quang học là lấy tín hiệu tiếng ở trên TV qua đường giải mã tín hiệu quang học, để các bác sẽ nghe cái phần tiếng âm thanh ở trên cái con vang này các bác nhé. Đoạn nhạc thôi mà các bạn thấy là cái âm thanh của nó rất là thật là thuyết phục đúng không? Và bây giờ em sẽ thử lại cho các bác cái tiếng mic. Thì ở đây thì em cũng giới thiệu luôn cho các bác là cái bộ mic này thì với cái khung giá là cái con G300 Plus đến từ nhà hãng là PSRO, đây là cái phiên bản mà nâng cấp mới nhất năm 2023. Đặc biệt là giá thành con này là rất là hợp lý, giá dưới 3 triệu đồng thôi nhưng mà âm thanh nó rất là hay. Model mới có đầy đủ tất cả những cái chế độ, là chế độ tắt chờ, là chế độ ngắt gia tốc, là chế độ tiết kiệm pin đều có các bác nhé. Đây các bác sẽ nghe cái phần tiếng mic ở trên hệ thống này. Alo 6712 công nhận của mình rất là tốt và cái âm thanh rất là hay các bạn nhé. Alo 6712 và với cái con vang Jaguar này thì bên em đang bán với cái khung giá con này là dưới 6 triệu đồng các bác nhé. Khung giá cái con Jaguar này là dưới 6 triệu đồng. Thì đây là một cái dòng vang mà đắt tiền nhất, cũng là như là hiện đại nhất, dễ sử dụng nhất. Âm thanh rất là tốt luôn các bác nhé. Ở đây thì là có một cái đơn hàng một anh chị có qua cửa hàng. Ở đây thì anh chị đến từ đâu nhỉ? Ứng Hòa. Ứng Hòa qua đây thì cũng phải vài chục cây nhỉ? Bao nhiêu cây nhỉ? Cụ thể là tầm khoảng bao nhiêu cây nhỉ? Bốn mấy cây. Vâng, rất là cảm ơn anh chị đã tin tưởng và rất là xa đến cửa hàng. Ở đây thì em vừa thử cho anh nhé. Thì thứ nhất là để có con vang với cả cái bộ mic, anh vừa tham khảo là thích con vang, thích cái mic đúng không? Đấy thì anh có cái ví dụ như là cái vang thì anh nghe chắc chắn là ok đúng không? Tiếng nó rất là hay. Đấy cái mic này thì cái tầm giá ở bên em đang bán với giá ở dưới 3 triệu.
À, thưa các bác, là đặc biệt là cái bộ mic này thì nó là cái dòng đời cao của bên PS Audio, nhưng mà giá thì cực kỳ hợp lý, chỉ có tầm khoảng 2,7 triệu các bác nhé, tầm khoảng 2 triệu 7 thôi, giá rất là hợp lý luôn. Đấy, âm thanh rất là hay. Và đây là cái tay mic này, có hai cái tay ở trên thì nó sẽ có cái chụp bằng e-lock, thì với cái chụp e-lock này thì nó độ bền nó rất là cao và lúc nào nhìn nó cũng sạch sẽ, nó không như là một số những cái dòng mic khác bằng ở phần ở trên thì nó hay bị han gì, nhưng mà con này thì nó bằng e-lock này thì lúc nào nó cũng sáng bóng ra sạch sẽ. Đấy, và nó là có đầy đủ các chế độ, là ví dụ như chế độ tắt chờ này, chế độ ngắt gia tốc này đều có các bác nhé. Âm thanh rất là hay, hàng chính hãng đến từ thương hiệu là PS Audio. Ở đây là tem chính hãng và cái mã cào kích hoạt bảo hành điện tử các bác nhé, đều có hết. Ở trên này màn hình này, có màn hình thì nó có đầy đủ thông tin, ví dụ như là âm lượng này, tần số sóng này, kênh sóng này, cũng như là một số những cái tính năng. Trước khi mà xuất hàng cho khách hàng thì bên em đã test tất cả chức năng cũng như là setup sẵn rồi, thì các bác về chỉ các bác để cắm vào là dùng thôi, rất là hay. Và với cái dòng vang này là chạy chip số, tốc độ xử lý nhanh và nhiều hiệu ứng, nhưng mà âm thanh rất là hay và đặc biệt là rất là dễ sử dụng, không như những cái dòng vang số mà chỉnh máy tính, thì đây là chỉnh bằng cơ thì các bác là rất là dễ sử dụng, bác nào cũng có thể là sử dụng được cái con này. Nó còn chỉnh còn dễ hơn cả âm ly luôn các bác nhé, rất là hay. Thì thưa các bác, ở đây thì sau một cái hồi thử thì cuối cùng ở đây thì anh chị đã chốt đơn là lấy cái con vang số chỉnh cơ Jaguar S1000, đồng thời lấy thêm một cái bộ mic không dây mã là G300. Rất là cảm ơn anh chị đã tin tưởng và rất là xa và đã tìm đến cửa hàng và hôm nay đã chốt đơn như này. Thì bây giờ bên em sẽ đóng hàng các bác nhé, có nghĩa là anh chị đã test cũng như là thưởng thức cái chất âm và đồng ý với cái đơn hàng rồi. Giá thành thì rất là hợp lý ạ. Ở đây thì em cũng giới thiệu sơ qua cái cách lắp đặt ở phần phía sau này. Ở đây thì cái con mic này thì nó sẽ có hai cái đường tín hiệu, một cái đường tín hiệu là sử dụng chung cho hai mic và đây là cái đường tín hiệu sử dụng riêng cho hai mic. Thì ở đây em sử dụng cái đường tín hiệu riêng cho hai mic là mic A, mic B. Em sẽ đưa đằng sau con vang thì cũng có cổng A và cổng B. Ở đây là cái con vang này thì đây là cái đường tín hiệu dành cho loa trái loa phải, sẽ đưa vào cái kênh của cục đẩy là kênh dành cho loa trái loa phải. Và đây là cái đường cắt cốt dành cho loa sub, thì đây cũng là cái đường em đưa xuống cái đường loa sub. Và đường tín hiệu vào con vang này thì vừa rồi thì em đã nghe đường cổng quang học là giải mã tín hiệu của quang học này. Thì đa phần là chúng ta sẽ sử dụng cái đường này là sẽ lấy đường tiếng ở trên TV, hoặc là các bác sẽ sử dụng là đường AUX1, AUX2. Đây là cái đường center. Center đây các bác có thể là chỉnh âm lượng center này, lựa chọn là center là phát là nhạc hay phát mic bằng cái cổng center đây. Và đây chúng ta sẽ có cái loa sub để chúng ta sẽ chỉnh âm lượng của loa sub này. Đây là cái tần số cắt sub của loa sub. Đấy là phần phía sau của con vang. Và con vang này thì được sản xuất tại Korea các bác nhé, Hàn Quốc các bác nhé. Thì đó là cái hàng mà Jaguar thì là hàng cao cấp rồi, âm thanh rất là hay. Đây thì em sẽ tháo ra đóng hàng. Thưa các bác, ở đây thì bên em thợ bên em thì đã thử và đóng kiện cho khách hàng các nhé. Đây là cái con vang S1000 này. Phụ kiện thì sẽ có cái dây hai cái dây này để cắm với cả cục đẩy này, dây nguồn này, dây cắp quang để cắm với cả TV này. Trong trường hợp mà các bác cắm âm ly thì các bác sẽ sử dụng cái dây này để cắm với âm ly cũng được các bác nhé. Và ở đây thì phụ kiện tiếp theo là cái này là để cắm với cả cái đường mic cho sitte, gọi là mic hai vế, vế là mic 1, mic 2 cho cái con vang này với cả cái bộ mic. Đây là cái bộ mic G300, G300 Plus phiên bản mới của PS Audio. Đầu thu mic này, hai tay mic này, dây tín hiệu chung cho tín hiệu hai mic này, dây nguồn này, và đây là cái chống lăn mic các bác nhé, hai dâu anten bên này. Đây là cái bộ mic G300. Cái bộ mic này giá rất là hợp lý, có 2 triệu 7 thôi. Thì cực kỳ hợp lý, giá thành cực kỳ hợp lý và âm thanh rất hay, đời cao của PS Audio. Thưa các bác, ở đây thì bên em đã đóng kiện bàn giao cho khách hàng con vang Jaguar với cả bộ mic. Ở đây thì bên em có tặng thêm cho khách hàng là một cái bộ pin sạc, gồm có một cái sạc pin và ba đôi pin. Ba đôi pin này thì chúng ta sẽ có hai đôi để mà đưa vào mic để hát, và hai tay mic, và có một đôi để cắm luôn cắm ở sạc để chúng ta sơ cua mic nào hết thì chúng ta lấy để thay. Thì các bác lưu ý là khi mà chúng ta sử dụng những cái bộ mic không dây thì các bác lên sử dụng những cái dòng mà pin sạc được này thì chúng ta sẽ, thứ nhất là nó sẽ bảo vệ cái mic của chúng ta, tránh trường hợp là pin nó kém, nó chảy nước ra, nó làm mà hỏng, nó rỉ cái mic của chúng ta. Và cái pin mà sạc được này thì đầu tư ban đầu nó có hơi đắt tiền một chút, nhưng mà thực ra tính về kinh tế nó rất là tốt và rất là rẻ. Có nghĩa là một đôi pin này các bác sẽ sử dụng được 2-3 năm liền các nhé, 2-3 năm liền với một đôi pin này. Bình thường bên em bà bán ra thì bên em bảo bà hành ít nhất là 1 năm mới có một đôi pin như này. Thì với cái bộ pin sạc này bình thường bên em đang bán với khung giá nó tầm khoảng 500.000, là gồm có 3 đôi pin, một cái đốc sạc. Đấy, và sạc này là sạc tự ngắt. Và khi mà các bác mua những cái pin và pin sạc và sạc pin này cũng bác các bác lên mua cái loại tốt, thì tránh cái trường hợp nếu mà những cái loại không tốt thì rất là nguy hiểm. Trong trường hợp mà sạc mà nó không ngắt ấy, nó dẫn đến là cái pin nó bị tích trữ điện, nó dư ra, nó dẫn đến là lóng pin và gây lổ, gây cháy, nó rất là nguy hiểm. Thì nhiều bác đã sử dụng điện thoại mà biết là lổ pin hoặc là lổ pin ở xe đạp điện ấy, rất là nguy hiểm. Thì những cái sạc này rất đơn giản, rất là rẻ tiền thôi, nhưng mà các bác lưu ý là phải mua những cái hàng tốt, nó có tự ngắt đấy để nó bảo vệ pin, với thứ hai nữa là an toàn trong cái quá trình sử dụng. Đây thì rất là cảm ơn anh chị đã đến cửa hàng nhé.
Và em xin phép đóng cái video tại đây. Và em rất là mong muốn các bác sẽ giúp đỡ em một việc, đó là các bác sẽ ấn vào nút đăng ký kênh để mà ủng hộ kênh của bên em. Thì cái việc đăng ký kênh là hoàn toàn miễn phí, các bác sẽ ấn vào đăng ký để mà xem sớm nhất những cái video em mới phát hành, cũng như ủng hộ kênh của bên em. Cảm ơn các bác, em xin chào các bác ạ.